Xin chào em, chúng ta sang bài mã số ID là 006. Việc đầu tiên của bài toán này là thầy sơ đồ hóa bài toán. Rượu của thầy ban đầu tiên là 0,1 mol, oxy hóa bằng oxy, thu được các sản phẩm tương ứng với số mol X, Y, Z. Đây thầy minh họa đây. Khối lượng tổng là 6,6 gram. Đề thi có phản ứng phụ với natri thu được hydro. Người ta yêu cầu các em là tính hiệu suất phản ứng của ancol tạo thành anhydride. Như vậy mục tiêu của thầy là phải tìm ra x, y, z dựa vào những số liệu ở đây. Không có gì khó khăn cả, các em có hệ phương trình như sau. Thứ nhất là phương trình tổng mol x cộng y cộng z bằng 0,1. Thứ hai, dùng bảo toàn hydrolin động, natri của thầy sẽ phản ứng với axit, nước và rượu dư. Kết quả bảo toàn hydrolin động là phương trình thứ hai. Phương trình thứ ba là phương trình tổng khối lượng của các chất bằng 6,6. Giải hệ các em tìm ra x, y và z. Hiệu suất biến ancol thành anhydride thì sẽ bằng số mol của anhydride là 0,025 chia tổng số mol của rượu ban đầu nhân 100, kết quả bằng 25%. Và đáp án thầy chọn là đáp án D.